À, xin chào mọi người nha. À, đây là cái cây mai Phú Tân nè. À, ghép tới năm nay là được năm thứ ba. À, Phú Tân này ghép năm một là chơi được rồi. À, cây này gốc lớn á, đóng vào mấy cái đầu nè, tám bo. Đóng mấy cái đầu à. Bo ghép nè, quá trời bự luôn á. À, cái đầu nào lớn thì chúng ta ghép hai bo. Chúng ta dằn cho nó nằm ngang. À, bắt đầu vậy cái form này chơi hoài luôn á. À, không có lỗi thời á, nói chung là nó tròn đều quá như tàng thông nè. À, và anh em xem lại cái hình của nó lúc mà ghép 1 năm á. À, và khi mà ghép 2 năm, năm nay năm thứ 3 nè. Phú Tân dễ chơi. Rất dễ chơi. Phú Tân nó ưu điểm giống như thỏ hương á, sau khi mà chơi tết xong á, chúng ta bấm cành á, nó ra rất là mạnh á, không có bị nín á. À, thì cái lượng mắt ngủ nó nhiều, nó không có làm nụ nhiều giống như thu đức á. À, nên cái lượng mắt ngủ nó còn lại rất là nhiều quá. À, chúng ta bấm cành á thì nó còn nhảy đi được nhiều quá. À, còn thu đức thì làm nụ quá nhiều đi á. À, thu đức làm nụ đặc hết trơn à, nó bấm cành nó khó nhảy á, hoặc là nhảy sâu vô trong á. Phú Tân với thỏ hương rất là dễ chơi. Đây là cây mai vàng á, nó cao nhồng, nó không có nhánh nhóc gì trơn á. Ghép trên cái đầu mình chơi á, trồng xuống đất luôn. Bông nói chung là như cái dù vậy đó, bông dữ lắm bông. Đây là cây Phú Tân mới ghép nè. Tết năm nay chơi được luôn ha. Đó. Ghép dẫn nhánh ra. Đó. Vậy Tết á, nó sừng đọt lại là nó ra. Nó là nụ dữ lắm. Ít nụ thôi mà nụ nào nó mới nở rất là chắc á. Ghép nè, tứ quý á, ghép đóng vào mấy cái đầu nè. Đây hàng Phú Tân nha. Đây. Đây hàng Phú Tân nằm chậu 2 tấc á. Cho anh em về có trồng lấy bo trồng, trồng lâu dài cũng được á. Trồng đất rồi cũng được. Chiều cao nó thì khoảng là 5 tấc trở lên á. Gốc có xử lý đế, có xử lý thân hết rồi. Này giá bán lẻ là 200.000 đồng cây. Anh em mua từ 4 cây thì bao vận chuyển á. Còn không có chỗ thì mua 1 cây cũng gửi á, 1 cây thêm 70.000 tiền vận chuyển nữa.
một cây mua thùng xốp đóng vô thì nó cũng cỡ nhiêu đó, tiền ship vận chuyển nó cũng nhiêu đó. Hai cây thì là 450 bao ship á, rễ nè rất là mạnh đó, ra tới dưới luôn nè, thấy không? Rất là mạnh đó. Đó, giờ chúng ta đặt xuống đất á, thay chậu, anh em có thay chậu lớn hơn thì thay vô chậu cỡ 2,5 tấc á. Năm nay thì chơi bông được á, ít à chứ không nhiều, tại vì này mới có hơn 2 mùa thôi à. Lấy giống à, lấy giống, người ta lấy mắt lá cái cũng lên á, nó không có mắt kim mà người ta lấy mắt lá cái cũng lên á, mà nó lâu quá, lấy mấy cái kim này thì ghép lẹ hơn, để cho cái đọt này nó già, lấy mấy cái đọt này ghép tàu tàu thế này nè, còn mạnh nữa ha. Hữu Tân à, cái lô này là ở vườn đang có rất nhiều quá, khoảng trên 1000 cây á. Hữu Tân à. Đây còn có hàng giống nhỏ nè, 60.000 cây á. Đó, anh em mua này lấy giống cũng được á, đó, mua 1 cây cũng gửi á, 60.000 thêm 50.000 tiền phí vận chuyển nữa ha. Mua 1 cây này cũng phải mua thùng xốp đóng vô. Đó, hàng cây nhỏ nè, cây nhỏ này chắc còn cỡ 300 cây á. Đó, anh em mà lấy hết lô này thì có giá thấp nữa ha, giá bán lẻ 60.000 á. Lấy lô nhỏ này về trồng thì giá thấp á, khoảng 300 cây. Hữu Tân á. Nè, giờ chúng ta thấy ha, sắp môi ta trồng á, đây là cái cây nằm trong cái lô mà giá 200.000 cây nè, trồng á, sắp tên cỡ khoảng 5 cục gạch, 5 cục 6 cục á, khoảng là nửa thước á, cho rễ nó ăn xuống á, khoảng 2-3 năm là nó bắt được đất, nó rất là mạnh á. Như cây Thủ Đức này nè, cây Thọ Hương nè, xuống đất mới có mấy tháng nè, bông nó bự luôn nè. Thọ Hương xuống đất á, ngày cái Thủ Đức xuống đất nè, tàn hết hồn á, nhỏ mà tàn bự hơn cái cây trên chậu á nữa. Xuống đất đủ lực á, bông đẹp lắm. Phủ đế nở lên nè, ở dưới đất rất là mạnh. Rồi, kết video thì mà anh em xem lại cái hàng Phú Tân á, ở vườn mình làm á, nó đổ bông qua 3 năm, năm 2020, 2019, 2020, 2021 á, và cái mùa xuân năm 2020, năm 2021, năm 2022 3 năm liên tiếp á, đổ rất đạt á. Anh em có sưu tầm nè, về chơi á. Phú Tân 60.000, còn hàng lớn lớn hơn á. Đó, mua 1 cây cũng vẫn gửi, 1 cây là 270.000 bao ship á. Bốn cây thì 800.000 bao ship. Đây, cây này này cũng mới thay chậu nè, ghép năm nay năm thứ 3 nè, cốt cành rất lớn á. Thay chậu ở trong mát vài ngày đem ra nắng luôn. Phú Tân á, ghép gốc mà vàng tới quý chơi cũng đạt ra nha.
Yeah.